Thì lần đầu tiên em gặp ảnh thì không nghĩ anh là đàn ông đâu. Thôi, lúc đó mẹo lạ lắm mà. Y chang như bóng mà theo kiểu như là từ trong ra ngoài luôn. Tóc thì xịt keo bóng mượt lên luôn. Quần jean, áo thun rồi kèm theo áo khoác sơ mi này. Thêm cái đồ màu khẩu trang bịt ở đây kiểu bịt lại rồi mang giày này nọ nữa. Xem tám của Thuận hồi đó vậy. Trong thời gian yêu nhau anh mới lạ. Thì cái kiểu này mới gọi là chứng minh. Cứ nói em vậy nè, em anh đi đâu chơi? Ở sao cũng được anh. Bây giờ đi đó nha, đi này nha. Em thì không ưng ý thôi em chịu. Thế nào giờ muốn đi đâu chơi sao cũng được anh, không tức quá chở thẳng vào khách sạn luôn cho bỏ ghét. Là ổng chở thẳng khách sạn luôn dạ. Ờ vô không kịp chở tay luôn vô tới khách sạn ổng rồi. Em ơi giờ làm gì em? Dạ sao không được chứ anh. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Đức Hiệp, năm nay em 28 tuổi và em đang làm tài xế Grab. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Năm nay em 28 tuổi rồi. Em thì ở nhà đang chăm bé rồi. Hai người nè, hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ quen nhau khoảng 1 năm. Như vậy là chắc chắn là tôi đoán nha, chắc chắn là đi xe ráp gặp ông tài xế đẹp trai quá cua ổng luôn nè đúng không? Dạ không ạ. Ủa giờ hai người quen nhau sao, kể cho nghe coi nào. Em quen chồng em rồi, lúc đó là em làm công ty chung với ảnh, làm cho cô ảnh. Ảnh thì ở Bắc mới vào. Thì lần đầu tiên em gặp ảnh thì không nghĩ ảnh là đàn ông đâu. Thôi, lúc đó mẹo lạ lắm hả? Y chang như bóng mà theo kiểu như là từ trong ra ngoài luôn. Tóc thì xịt keo bóng mượt lên luôn. Quần jean, áo thun rồi kèm theo áo khoác sơ mi này. Thêm cái đồ màu khẩu trang bịt ở đây kiểu bịt lại rồi mang giày này nọ nữa. Xem tả anh Quốc Thuận hồi đó vậy. Thật sự quá đen ta làm gì mà không có đen giống giờ đâu, đỏ trắng kiểu như là đúng chất là trai Bắc luôn. Đó mình không có nghĩ là yêu ổng đâu. Nhưng mà cái cử chỉ rồi cách nói chuyện ảnh sao? Ảnh cũng lầm lầm lì lì ít nói nữa, theo kiểu cũng thấy kiểu như thấy gái mà cũng không có thèm để ý tới nữa. Rồi càng nghi ngờ nữa đúng không? Rồi nhìn ổng thêm cái đặc biệt đó là cặp chân mày của ổng, mình nói cái đàn ông nhưng mà cặp chân mày gì mà gọn mà đẹp đến vậy đó, mình con gái mà còn không bằng. Đây đúng, em nói mới để ý nè, thấy cặp chân mày này quá đẹp nè. Có tỉa không? Dạ không. Rồi còn em thì sao? Ấn tượng đầu tiên của em khi mà em gặp cô ấy? Thì lần đầu gặp em thấy vợ em là cái, em ấn tượng cái thứ nhất là cao và cái có cái làn da thì cũng khá là đen. Trước khi em vào trong đây làm á thì cô em có gọi điện cho em thì bảo là bây giờ cứ vào đây làm đi với cô đi thì không lo buồn đâu, tại vì trong này có cái bé Kim Anh làm bạn với mày rồi. Đấy thì em cũng nghĩ là nếu mà bé thì mình cũng nghĩ trong đầu là phải dễ thương lắm, nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Nhưng mà lần đầu gặp cái là nhìn hết hồn luôn, cao lớn cao quá. Rồi hai đứa sau đó là tình yêu các em tiến triển như thế nào? Tình yêu của em thì cứ, tại vì hồi đầu em cũng không có để ý lắm, nhưng mà cứ hai đứa làm chung một thời gian thì bắt đầu là nảy sinh tình cảm với nhau thôi. Thời điểm đó là em có người yêu rồi, em đâu có đâu ý ông này đâu. Tại vì tính chất công việc á là hai vợ chồng làm chung mà ảnh ở phía cấp dưới của mình, thì ảnh cứ làm theo kiểu là cứ sai hoặc là ảnh quên, ảnh không làm, mình cứ nhắc. Mà ảnh làm này nọ không được cái cô ảnh mắng mình. Mà mình tức quá mình mắng lại ảnh. Mà hỏi mắng sao nó được rồi anh biết rồi. Hỏi sau này hỏi anh, em mắng anh hiểu không? Giờ em mắng anh còn hiểu nói gì, mình cho em vui thôi. Là sau này mới nói đúng không? Dạ. Cái thời gian đó chắc có lẽ là em ghét ổng lắm không? Ghét kinh khủng luôn. Rồi hai đứa có thường đi chơi với nhau không? Dạ có. Trời ơi, trong thời gian đó mắc cười. Cô anh nói là Kim Anh ơi, Hiệp á, nó từ ngoài Bắc nó vào mình nó buồn lắm. Thôi em dắt đi đi ăn, đi uống, đi chơi gì đi. Thì mình thấy thôi cũng tội ổng, mình kệ mà nó bữa rảnh hôm đi uống cà phê xem phim này nọ nha. Ừ đi đã đời xong xuôi nó lúc tính tiền, mình người tính tiền, mình trả tiền luôn mấy chầu luôn, còn ổng không trả một lần nào luôn. Anh để cho em trả tiền luôn vậy hả? Để em trả tiền vậy mà luôn. Anh hỏi ngay cái lúc đó em vẫn còn nghi ngờ gì giới tính đúng không? Vẫn còn anh, tại vì nếu mà đàn ông thì dĩ nhiên phải trả tiền cho mình, có ai đâu mà ăn xong thản nhiên người ta đưa em càng nghi ngờ tiền nữa đúng không? Dạ càng nữa. Anh hỏi nè, sao lại để người đẹp trả tiền vậy Hiệp? Cái hồi đó thì em suy nghĩ của em nó đơn giản thôi, thì em cứ nghĩ là ai mời thì người đó trả tiền. Sau này mình em tức quá em mới nói thẳng, ủa ông làm gì kỳ, ông đi chơi tôi không bắt tôi trả tiền hoài vậy, ông đang ông cha ông trả bắt tôi trả hoài. Rồi có nói gì không, trả lời sao? Sao trả lời, đứa nào mời đứa đó trả tiền. Thật thà lắm. Rồi bao lâu em mới cảm giác là em có tình cảm với bạn này? Lúc đó là em chia tay người yêu rồi. Thì anh này anh cũng gọi là mình biết có tình cảm rồi mà mình không có chịu. Thì anh ở đây anh cứ đeo mình em mắng em chửi anh hoài. Em đuổi anh ấy, ông đi về Bắc đi, ông ở đây làm gì tôi hoài đó, tôi không chịu, ông cứ đeo tôi hoài vậy. Ông cũng không trả lời, cứ đeo mình xuống vậy. Xong cái lần đó mình mắng mình chửi ông dữ quá hay sao á, ông nói giờ ông gặp mình ra một lần nữa, ông nói là bây giờ anh sắp về Bắc rồi đó, giờ nói chuyện với em rõ ràng vậy đó, giờ tính sao?
Thì khi mà nghe ảnh sắp về Bắc á thì lúc đó mình kiểu không nổi đi thì mình mới đồng ý quen ổng. Tự nhiên trùng người xuống đúng không? Dạ. Lúc và... đó em còn cảm giác ảnh bóng nữa không? Hết rồi chị. Hết rồi. Hết rồi. Nhưng mà nó phải có một cái gì đó để mình, để em khẳng định được là ảnh không có vậy. Trời, trong thời gian yêu nhau nó mới lạ. Thì cái kiểu này mới gọi là chứng minh. Cứ nói em vậy nè, em anh nay đi đâu chơi? Ở sao cũng được anh. Bây giờ đi đó nha, đi đó nha, đi này nha. Em thì không ưng ý thôi không chịu. Thế nào giờ muốn đi đâu chơi? Sao cũng được anh, ổng tức quá chở thẳng vô khách sạn luôn cho bỏ ghét. Là ổng chở thẳng khách sạn luôn? Dạ. Rồi, vô không kịp chở tay luôn. Vô tới khách sạn ổng rồi. Em ơi giờ làm gì em? Dạ sao không được chứ anh. Rồi cái gì tới nó cũng phải tới phải không? Dạ đúng rồi, cái gì tới nó cũng tới. Thường thì ổng này không có tấn công mình, không có gì hết. Ngay cả việc mà hôn nhau mình cũng phải, mình là người chủ động hôn ổng. Mà bây giờ đi đâu chồng ổng chủ động với mình. Mình thấy trời ông này ổng cũng táo bạo chứ phải ổng hiền như vẻ bề ngoài của ổng hiền đâu. Xong rồi khoảng tháng sau thì có tin vui luôn. Như vậy là khẳng định luôn, ổng không có bóng đúng không? Dạ. Rồi em làm dâu người Bắc thì là em sao? Em lúc đầu cũng chuẩn bị tâm lý về vấn đề làm dâu người Bắc. Người ta nói là khó lắm, trên phim được kinh khủng khiếp, giống như sống chung với mẹ chồng thì sợ lắm. Xong về làm thì mẹ em dễ vô cùng, gia đình dễ vô cùng. Nhưng mà chỉ có những cái là dụ văn hóa, giờ nét văn hóa, giọng nói vùng miền thật sự cái khó chỗ đó thôi. Thời điểm em ra ngoài đó em nói chuyện cả họ không ai hiểu em nói cái gì. Mà chồng em giống như là thông dịch viên vậy á. Cái lần đó là mẹ chồng mới kêu là con ơi con vào nhà sau á, con lấy giúp cho mẹ là cái muôi đi. Em bước ra sau bếp xong rồi suy nghĩ là vận động tất cả trí tưởng tượng của mình để coi suy luận ra là cái muôi là cái gì. Mình đứng suy nghĩ hoài vậy nè. Xong chồng mới ông nhớ ra là có dặn là em không biết gì nhớ ra chỉ em nha. Rồi ổng lần đầu dậy sau bếp nói nè cái mua là cái này nè. Thì em biết cái mua là cái vá để cái vá ăn. Sau lá hồi á thì người nhà mới kêu là ờ con ơi con ra lấy cái chén uống rượu đi con. Thì em mới nói à, tới cái chén. Em nghĩ là quá dễ rồi, đi ra làm sao mà mình vừa cười mình vừa nói suy nghĩ em đầu. Ô có ngoài đây uống rượu gì mà kỳ vậy? Đến cái chén uống vậy mà mau say muốn chết luôn. Xong ông chồng mới ông biết rồi ông chạy ra thấy em gặp cái chén chuẩn bị đi ra. Ông nói, ủa em định lấy cái này thiệt hả? Nó ờ, uống rượu mà. Em ơi, cái chén chung nè mới uống rượu. Rồi giờ là ở với nhau một năm rồi. Có em bé là bé trai hay bé gái? Dạ bé trai. Bé trai, dạ. Cô ấy có tật xấu gì không em? Tật xấu của vợ em thì cái thứ nhất là vợ em hay càm ràm, nói nhiều lắm. Nhiều lúc mà em còn không biết là vợ của em có đang hiểu những gì cô ấy nói không nữa. Nói dữ lắm hả? Dữ lắm, nói cả ngày luôn cũng được. Rất hay khó chịu với những thứ mà không vừa ý. Ví dụ như bây giờ bọn em ở trọ mà ở kiểu tập thể anh, ở phòng nó có một dãy phòng mà nhiều phòng khác á. Cái phòng trên hay phòng bên cạnh nó làm cái gì mà hơi ồn một tí là cũng thấy đau đầu, cũng thấy khó chịu. Xong bắt đầu ngồi càm ràm. Và vấn đề bây giờ là cứ nói ở trong nhà thôi thì cái thằng kia nó có nghe đâu. Toàn em nghe không à? Rồi còn thằng xấu gì nữa? Còn cái thì rất hay cãi ngang. Hai vợ chồng mà tranh luận cái gì á mà đến lúc mà bạn ấy bảo đuối lý rồi không còn gì để nói là bắt đầu cãi ngang. Em quay sang em hỏi bây giờ em đi ngang hay em đi dọc? Bây giờ em đi ngang đây rồi em làm sao ấy? Ờ đó, giờ em đi ngang vậy anh tính sao? Thì em tưởng con cua hay là em tưởng gì? Em tưởng cua đó giờ anh làm gì em? Rồi còn gì nữa nè? Ờ vợ em thì hết rồi. Tới em phản công rồi đó. Tật xấu của anh là gì? Ổng là có cái tật đó là ngủ là kéo máy cưa. Ngáy. Trời ơi kinh khủng luôn, em không có quen. Lúc mới cưới về là ông ngáy dữ lắm. Đầu tiên là đẩy cái mặt ra xa vậy nè, không biết sao đến sáng rồi cái miệng của ổng nghe lỗ tai của mình không có được. Cái đó không bao giờ mà có thể khỏi được hết. Chỉ giờ không... phải sống chung với lũ thôi. Kể tiếp nữa. À. Chồng em là trời ở giờ kinh khủng luôn. Đó, thí dụ coi. Đợt đó là chồng kêu em về nhà ngoại một tuần lễ đi, để anh ở đây anh đi kiếm tiền. Mình nói ok. Một tuần mình đâu mình lẻn về thử coi sao. Trời ơi đi ngang cái quần, mình vô tình đụng cái quần ổng bận cái trời ơi, bụi bay phất phới vậy nè. Mình hỏi ủa anh bận quần nhiêu lâu rồi? Anh bận quần cả tuần rồi đó. Ở trời sao ổng đi giặt? Có ai đâu giặt, em dọn đi. Xong tới cái mang anh đang đồ vớ vậy. Mang riết mà bị nắm cái chân luôn. Ở coi nào lười tắm không? Có trời ơi, ảnh lười tắm, lười cắt tóc, lười cạo râu luôn. Trời đất ơi. Em hỏi anh gì nè. Ủa anh sao anh không tắm đi rồi cạo râu cắt tóc cho sạch sẽ cho nó đẹp. Ơi vợ hơi tao có vợ rồi tao cắt tóc cạo râu chi mất công cái gái nó theo. Mất công tao phải từ chối tụi nó. Trời ơi. Nói em vậy. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn anh thay đổi điều gì? Mong muốn của em là ảnh thì xuyên cắt tóc cạo râu này nọ vô cho nhìn lên chứ anh đâu có đến nỗi mà già đâu mà cứ để râu. Là ảnh luôn luôn tân trang bề ngoài đúng không? Dạ, chứ xuyên tắm tí. Cái thứ hai là em nghĩ là ảnh nên bước vô tư một tí. Đôi khi là biết là ảnh thương gia đình nhưng mà ảnh không có một tiếng gọi là hỏi thăm tới gia đình nhiều. Để trong bụng thôi đúng không? Em để trong bụng thôi em ngại nói. Nói thì sợ đầu môi chót lưỡi. Thường có một số người tâm lý họ như vậy đó. Nhưng mà vấn đề ở đây á, chị nói em nghe.
có những cái á, mà sau này á, khi mà mình không có cơ hội để mình làm điều đó nữa thì mình mới thấy tiếc. Nhất là đối với bố mẹ, mấy người con trai á, gọi là gần như 10 người thì hết 9 người họ không thể nói ra được một cái chữ là mẹ ơi con thương mẹ quá, con nhớ mẹ quá này, không nói được. Mặc dù trong bụng thì rất là nhớ, rất là thương. Đừng bao giờ em tự kỷ với bản thân là mình nói ra những cái điều này là nó không có đúng với con người của mình. Không phải vậy, vợ mình cũng vậy. Đàn bà mà yêu bằng lỗ tai, em mất gì khi mà em nói trời ơi vợ ơi em thương vợ quá à. Hôm nay vợ dễ thương, vợ đẹp quá à. Đó, hôn miếng coi nè. Ủa, đó. Đơn giản quá mà. Đâu có cái gì đâu, mình nói với vợ mình, với cha, với mẹ mình mà. Em phải thay đổi ngay cái đó. Và phải tranh thủ thời gian. Và thậm chí là mỗi ngày chúng ta nên nói như là yêu thương với những người mà mình quan tâm. Rồi bây giờ Hiệp nè, Hiệp mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì em chỉ mong muốn vợ em thay đổi một cái là bớt càm ràm lại. Bớt càm ràm thì giờ mình chịu đi tắm nè, mình chịu bớt bừa bộn nè, cạo râu, mình cắt bớt tóc chơi game nè, mình cạo râu cắt tóc là không càm ràm. Những cái mà nói mình thì còn được, nhưng mà nói người khác mà để cho mình nghe cái đó. Thôi cái đó thôi kệ, mai mốt là nói thẳng luôn. Điện thoại thằng anh hàng xóm ơi, làm ơn đi bớt ồn ào đi, đó vậy đi. Chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và vui tươi như thế này. Xin chào. Xin chào. Không biết chúng ta ai lớn tuổi hơn ai thì trước tiên xin giới thiệu với bạn, mình hôm nay 36 tuổi, còn bạn? Dạ em 39 tuổi. Như vậy là em lớn anh 3 tuổi. Thường đã tìm được người anh. Thường đã tìm được người anh cùng hớt tóc chung một tèo. Xin anh giới thiệu với mình. Tôi Hồ Phú Quốc, làm nghề may. Thế chị? Dạ em là Thủy Tiên, 31 tuổi, là giáo viên mầm non. Vậy là cô giáo đi may đồ à? Không. Dạ không có. Chắc là sao mà cô giáo gặp được? Thì lúc đó là em ở ngồi Đà Nẵng vô. Thời gian đầu là em mướn nhà đối diện là nhà vợ bây giờ. Thế là hai bạn quen nhau. Lúc đó thì vợ của anh là bao nhiêu tuổi? Vợ 11 tuổi rồi. 11 tuổi? Mình 19 tuổi rưỡi. 19 tuổi rưỡi, còn cô này là 11 tuổi. Lúc đó mới để ý thôi chứ chưa quen. Thôi coi 11 mà bây giờ là 39 thì là 20 năm trước là bạn này đã để ý bạn này rồi. Vợ em lúc 11 tuổi, cái cảm tình của em lúc đó giống như là ông anh với lại đứa em gái thôi gì. Thì lúc đó em đã cảm nhận được cái cảm giác của mình là như vậy rồi. Vậy là coi như trong tiềm thức á, là đây chính là cái người mà sau này sẽ phải làm vợ mình. Còn vợ thì sao? Dạ ấn tượng xấu lắm anh chị ơi. Hồi đó là anh hay qua nhà em xin bột ngọt, xin muối, xin đường, xin đá. Cái anh nói chứ, trời ơi cô, nhà cô có con bé xinh quá, mốt lớn gả con. Cái em nói, anh đâu kỳ cục. Sáng sớm qua nhà người ta xin gả con gái là sao? Tự nhiên kiếp. Em có nói ra câu nói đó không hay là dạ em không, để trong đầu để ông lòng thôi. Cái ấn tượng ban đầu của em về ông này là không ưa. Thế bây giờ hỏi anh nè, cái ấn tượng của anh về một cô bé 11 tuổi này là như thế nào? Rất là đẹp, có một cô gái là cứ ngồi trước cửa nhà, xõa tóc dài, mà lúc đó tóc quăn, da trắng trẻo lắm, thì giống như là một hình ảnh của một cô bé người Liên Xô vậy đó. Lúc nào cũng mặc cái áo len ở ngoài, dài tay. Chiều nào mình đi làm về mình cũng thấy cái hình ảnh đó. Mình rất là ấn tượng. Thành ra nó giống như là nó in sâu vào trong cái tâm khảm của mình rồi á. Cái hình ảnh nó rất là tinh khôi. Anh ấn tượng về mái tóc. Thế em có ấn tượng anh về mái tóc lúc đó không? Dạ không, tóc ảnh hồi xưa bồng bềnh lắm anh. Vậy không hả? Có giống như bây giờ đâu. Mình hiểu, tại xưa mình cũng bồng bềnh. Lúc đó anh 19 tuổi à, anh thư sinh, anh non lắm, hiền là hiền luôn. Nhưng mà có cái câu nói mình không có thích. Nên không có nói chuyện. Là cái câu nói đó đó phải không? Sau này gả cho con đó. Dạ đúng rồi. Thì bao lâu thì bắt đầu hai người có cảm tình? Là 11 năm đó. 11 năm thì... lúc đó là cô bé này là 22 hả? Dạ không, ảnh lúc đó ảnh đến nhà em là ảnh 19, em 11. Cái anh đi 6 năm trời luôn. Đi đâu? Lúc đó là công việc của mình nó không có ổn định. Lúc chỗ này, lúc chỗ khác vậy đó. Đi 6 năm nhưng mà là rồi quay trở lại hay sao? Dạ đúng rồi. Quay 6 năm thì tỉnh đó thì cô này đã là 17. Dạ đúng rồi. Và 17 biết yêu chưa? Dạ chưa, nhưng mà lúc mà anh quay trở lại lần thứ hai là bắt đầu hít hít rồi đó. Mà tại sao hít hít? Tại lúc đó em thích một người con trai là tóc hai mái bồng bềnh nè, rồi áo sơ mi nè, quần tây nè, mang về hộp nè, y chang vậy luôn. Mê luôn á. Xuất hiện cái là... Vậy thì đến khi nào thì mái tóc bạn mới hết bồng bềnh? Dạ 7 năm sau. Thì lúc này ấn tượng lại khác nữa rồi. Tự nhiên giờ đầu lắc o à. Lần đó là tụi em nhắn tin qua lại, xong rồi cái hẹn nhau đi chơi. Thì lần đi chơi đó là em bật đèn xanh cho ảnh. Lúc đó em cũng đưa ra một hình ảnh về một người chồng tương lai của em. Cái anh nghe xong nó kêu đi tìm giống vậy đi, anh không được đâu, trời em quê chị. Người ái dòng cục giận tiếp. Giận bao lâu thì mới quê lại? Dạ 6 năm. Trời ơi. Trời ơi, dữ vậy. Lúc mà em tự ái là rồi, cái ảnh cũng năm tới một lần. Anh kiếm mẹ em không à. Cái mẹ em đâu gặp đâu, em trốn.
thân mẹ nhưng mà hỏi thân tin tức của con gái. Ủa nhưng mà lúc đó là em có bạn trai không? 27 tuổi á, là em có quen một người, thời gian ngắn thôi, rồi em chia tay. Rồi còn em, lúc đó em có bồ không? Có chứ, vẫn quen một người, cũng định lập gia đình. Nhưng mà vì ba mẹ không đồng ý cho nên là em cũng chia tay. Sau thời gian chia tay 5 năm sau thì em mới quen chính thức vợ em. Ồ, vậy hả? Cái mối tình cũng lạ lùng quá. Các bạn lấy nhau được mấy năm rồi ta? Dạ, mới có 7 tháng. 7 tháng. Ồ, một cái thời gian biết nhau quá lâu như vậy. Rồi một cái cuộc hôn nhân là nó mới có 7 tháng thôi thì lúc mà lấy xong rồi có gì khác lúc mà tìm hiểu nhau? Dạ có chứ, nhiều lắm á. Khi mà em được nhận lời cầu hôn á, em thấy mình giống như là công chúa vậy đó. Anh này đúng là một người mà em anh bức thật là em mắc cỡ quá. Ảnh giống như là hoàng tử vậy đó, trong mơ luôn. Nhưng mà khi cứ về rất là nhiều cái chuyện xảy ra mình không nghĩ tới. Mình cảm thấy nó bị sốc lắm. Mình không nghĩ là cái người đàn ông mình chọn là như thế này. Ví dụ? Anh rất là ngang. Ví dụ như là xài điện thoại đi, em có cái tật đó là em úp xuống. Thì ảnh là bảo em á, úp xuống nó làm cái gì? Hay sợ ai gọi tới sao úp xuống làm chi? Rồi em ngửa lên, rồi cũng ngửa lên. Rồi có khi em để điện thoại đồng hồ thì thường là để 2 chuông, thì em thấy em phải gạt qua. Em gạt qua rồi cái ảnh nói ai gọi gì này nửa đêm nửa hôm mà sáng sớm vậy đó. Xong rồi có một lần khác thì em phải mở bát ra, em gắn bát mà để em mở khóa ra, em không có cho nó reo nữa ồn. Anh nói chứ làm gì mà bấm giờ này làm gì sáng sớm vậy, ai vậy? Trời ơi, tức dễ sợ luôn. Tức là ghen đó phải không? Dạ. Ví dụ như cái âm thanh của cái chuông báo thức á thì nó khác, mà cái chuông mà chuông điện thoại gọi tới là mình phân biệt được. Nhưng mà em nói vợ là vợ nói không phải, có nghĩa là em thì xác định cái việc ảnh ghen gì là không đúng, đúng không? Dạ. Chứ có cái lần nào mà em công nhận là ảnh ghen đúng không? Có lần nào mà ảnh ghen mà cái ghen của anh là nó hợp lý không? Hợp lý không mà không, còn hợp lý không? Cái hôm mà đám cưới em á, bà bác của bạn em gửi quà đó vô cho em từ ngoài Nha Trang, thì bà không có đưa tận tay được thì bà mới nhờ thằng cháu đưa cho em. Nhưng mà em đang đi làm nên em mới nói là thôi đưa qua cho ông xã em đi, tại vì nó ở gần chỗ ông xã của em. Thì không biết là hai người này nói chuyện gì với nhau, thì ảnh lại về anh nói là quà đó là quà của thằng đó tặng chứ không phải là của bà cô đó tặng. Tại cái đó là cái đồng ngủ đó, là ảnh ghen lên, ảnh nói là bạn đó có ý đồ với em. Anh không có tin, ảnh cứ cãi ngang lên, thế là hai đứa giận nhau. Cái lý do của nó là như thế này, là nghe vợ giới thiệu là người bạn thân chơi được 5 năm rồi, khi mà gửi quà xong em cảm ơn, xong em mới nói hai ngày sau cố gắng dành thời gian để mà dự đám cưới cho vui. Thì cái người bạn đó nói là hai ngày sau nữa em không rảnh, cho nên là trong em nghĩ là cái món quà đó là của người bạn đó thì không đi được mới gửi quà chứ. Mà vợ thì nói không phải, vợ thì nói là của bác. Sau món quà đó bắt đầu mới gãy lộn rồi em mới khơi cái chuyện đó ra. Chứ không phải là ngay từ đầu là em đã nghi rồi. Rồi đúng không? Rồi. Thực ra như vậy nè, cái chuyện mâu thuẫn này là nó nghiễm nhiên là phải có thôi. Vì cái cuộc sống của hai bạn nó khác xa nhau nhiều lắm. Bạn này dạ, là 19 rồi. Tuổi là đã bươn chải rồi, là tự thân tự lập hết. Còn bạn này thì ở với mẹ từ nhỏ, lúc nào cũng có gia đình bên cạnh. Thì hai cái cuộc sống, hai cái môi trường nó đã khác nhau rồi. Đó, rồi là cái tuổi tác nó chênh lệch nhau nữa. Cho nên rằng là bạn này phân tích cuộc sống với một cái góc nhìn của một cái người đã từng trải. Bạn đã phân tích rất là logic. Còn bạn này thì là vô tư lự từ lúc mà nhỏ. Cho nên là phân tích, thì nói vậy thì em nói vậy chứ em biết sao vậy? Đúng không? Cho nên hai người chưa tìm được nói chung là... thôi. Cho một cái sự việc nào đó xảy ra trong cuộc sống vợ chồng thôi, cái đời này cũng giải tỏa được chứ không có sao. Nhưng mà bây giờ để tìm hiểu thêm thì bạn cho biết thêm về những cái điều mà ngỡ ngàng sau khi cưới đối với bà xã của mình. Thì đã là vợ chồng thì cái gì cũng chung chứ không phải là riêng được, cái gì cũng phải chia sẻ hết tất cả mọi điều. Em muốn cái điều đó. Mà có nhiên lắm lúc á, có những chuyện em biết em hỏi thì vợ mới nói, còn những chuyện mà em không biết em không tìm hiểu không cho biết, coi như là chuyện đó cho qua luôn. Ví dụ như đặt trường hợp như cái có một hôm vợ mua 4 cái áo về bỏ trong cái bao á, rồi cái mặt cái lắm chẳng nói chẳng rằng gì á. Lạ đó. Em chờ vợ đi mà đúng là bữa đó em tò mò thiệt, thì tìm hiểu ra thì trong cái bao nó có 4 cái áo còn nguyên nhãn luôn. Mà trong khi vợ nói là đồ thì em sống như đây được rồi, năm nay mình còn thiếu thốn. Em nghe cũng mừng, vợ cũng biết chia sẻ cái tâm lý, cái kinh tế của mình. Rồi sao nói được câu đó, 2 ngày sau lại mua 4 cái áo về giấu. Mà vợ làm cái gì mà không rõ là nhìn con mặt là biết liền à. Mọi người có cảm thấy là đây là một cặp vợ chồng mà đây là vừa làm chồng vừa làm bố nè, đây là vừa làm vợ mà vừa làm con nè. Em có thấy là chồng em không giấu em bất cứ điều gì không? Những cái mà ảnh chia sẻ thì em biết, chứ em cũng không tò mò, tại em tin. Còn em có cái cảm giác giống như vợ em không? Chưa hoàn toàn, khoảng 80-85%. Chị thấy vậy nè, cô này á, cổ còn đang là chưa quen được với một cái cuộc sống mà tách riêng khỏi gia đình để mà hòa quyện vào một cái cuộc sống riêng. Cho nên á, rằng cái phương pháp của em là đúng, là để cổ tự nguyện. Mà cái tự nguyện đó là phải có cái sự định hướng dẫn nhất của em. Mẹ phải làm cho khéo. Có nghĩa là để cái nhu cầu của cần phải chia sẻ với em. Đúng không? Nặng nề lắm á, trời em bị gò vô một cái đó, cái khuôn khổ em bức lắm á. Thì cũng chưa thể quen được đâu. Tụi em mới lấy nhau được có thời gian ngắn.
Thì bây giờ là cái việc của mình là phải làm sao cho nó bền vững, để rồi mình còn vun vén cho con cái mình nữa. Dạ. Sao hôm nay về tâm sự nha. Con tên là Trần Hữu Đức, năm nay con 33 tuổi. Hiện tại thì con đang làm trong lĩnh vực setup phòng gym. Con sinh ra và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À vậy hả? Dạ. Trời ơi sao con trẻ so với tuổi rất là nhiều luôn. Dạ, đó. Con cảm ơn. Quá trẻ luôn. À. Xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Hai vợ chồng nhà này á, sao mà đứa nào cũng trẻ hơn so với tuổi hết. Nói chứ đầu năm á, ha, đầu năm nói những cái lời rất là may mắn luôn. Nhìn con á là cỡ chừng 26, 27 tuổi, còn bé này cỡ 23. 22, 23 rồi đó. Thiệt, thiệt mà. Nó mà nó măng vậy đó. Rất chính xác luôn, nhìn các bạn trẻ hơn số tuổi mà các bạn đang có hiện tại rất nhiều. Rồi bây giờ đầu năm mới thôi, bây giờ kể cho chú cô Vân với khán giả của chương trình Vợ Chồng Son, bây giờ quay ngược thời gian lại là cái thời gian mà hai con lần đầu tiên mà gặp nhau đó, và để ý nhau và ấn tượng gì về nhau, các con còn nhớ không? Để con, vợ con nói trước. Lần đầu tiên gặp chồng con ở sân bay ạ. Lần đó là con ra Hà Nội có việc, thì là anh ấy hẹn đón con ở sân bay. Lần đầu tiên gặp thì thấy là anh ấy rất là hiền. Ít nói nữa. Xí, cô chưa hiểu nè. Có nghĩa là tụi con đang sinh sống ở Hà Nội đúng không? Dạ. Rồi con nói là lần đó là con ra sân bay để con ra Hà Nội công tác là sao? À, trước đó thì là con sinh sống ở trong Sài Gòn ạ. Con mới ra Hà Nội ở được 2 năm thôi ạ. Rồi. Vậy hả? Với lại là ảnh đón con. Dạ. Là sao, là lúc đó là tụi con đã quen nhau rồi, rồi con hẹn ảnh ra đón con à hay sao? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook thôi ạ. Đó. Cho nên là phải gọi chính xác là quen nhau trên qua Facebook. Rồi tiếp nè. Thì nhưng mà chú hỏi nè, quen nhau trên Facebook mà là trò chuyện bằng tin nhắn hay là có thấy mặt nhau ở trên Facebook chưa? Có thấy mặt nhau qua ảnh ạ. Có gọi video call cho nhau không? Không ạ. Không luôn. Có nhắn tin nhưng mà anh ý nói chuyện nhạt nhẽo lắm, nhà cũng không phải là gu của con. Rồi, vậy đó mà lại cho ảnh đi ra đón mình. Dạ. Ở sân bay Hà Nội. Rồi con nói cái cảm giác đầu tiên khi gặp ảnh coi. Con thấy anh ấy rất là hiền. Trông hiền và ít nói lắm ạ. Đấy là chỉ có vậy thôi ạ. Không thấy là đẹp trai, không thấy là dáng người rất là nhon các thứ này kia. Không có một cái cảm giác gì khác ngoài vấn đề là hiền thôi. Dạ, chỉ thấy thế thôi ạ. Nhưng mà hai đứa là quen nhau trên Facebook mà là được bao lâu thì con mới ra Hà Nội? Khoảng gần 1 năm đấy ạ. Gần 1 năm trời luôn. Dạ. Nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Con hồi đó là tại sao mà con lại kết bạn với cô gái này rồi trò chuyện với cổ? Thực ra là cái giai đoạn đấy thì là con đang độc thân. Thì là con lên Facebook thì mình thấy bạn nào xinh xắn thì mình add. Đợt đấy là con add rất là nhiều, add đoạn luôn. Đi. Vâng. Ngoài cô này ra thì mấy chục cô gái xinh đẹp là trò chuyện với con lúc đó. Thực ra lúc ấy add rất là nhiều, nhưng mà để mà trò chuyện thì chắc là cũng không nhiều đâu. Cũng có vài cô thôi. Trong đó có vợ mình. Vâng, đúng chắc rồi. Vợ mình là xinh nhất đúng không? Đến bây giờ vợ con đã xinh nhất. Có nghĩa là như vậy, là có nghĩa là trong 1 năm trời tụi con nói chuyện thì cho đến lúc mà gặp nhau ở sân bay, đúng không? Vâng. Thì lúc đó là còn cô nào nói chuyện Facebook với con nữa không? Đó. Hay lúc đó là chỉ còn mình vợ con thôi? Lúc đấy thì là không. Trong quá trình 1 năm đấy là mình lọc dần. Con lọc hết rồi đúng không? Rồi. Và cái người cuối cùng là vợ con, và con sẽ là cái người mà đón đưa cô ở sân bay. Vâng. Vậy thì cái cảm giác đầu tiên của con khi gặp vợ con ngoài đời như thế nào? Tức là khi mà mình thoáng nghe được cái tin đấy, tại vì thực ra là cũng chờ cơ hội đấy lâu lắm rồi. Thì mình biết là mình không nên bỏ qua. Thì trước đấy thì con cũng chuẩn bị, ví dụ như là con đi mua hoa. Tại vì cái ấn tượng của con khi mà gặp vợ con ấy, hoặc là khi mà xem trên Facebook, xem hình ảnh thì con thấy là vợ con rất là tươi, nhất là cái nụ cười con ấn tượng ngay từ đầu luôn. Thế là con có nhớ là con đi mua hoa hướng dương. Thì con liên tưởng đến cái nụ cười đấy. Thì hôm đấy con mua hoa xong con lên con đón vợ con. Khi mà gặp trực tiếp. Vâng. Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì thực sự là hơn là trên Facebook, tức là rất là tươi và lạnh lùng. Cái nụ cười lạnh lùng mà nhìn cái nét rất là đẹp, mà đẹp cổ điển á. Nói chị em định nói luôn á. Đẹp cổ điển, đẹp rất là gọi là đồng hồ á, tranh đồng hồ á. Bây giờ hỏi ngoài lề xíu nha. Dạ. Hồi đó giờ con có đi đóng phim hay là quay MV ca nhạc gì chưa? Con không ạ. Rồi cái gương mặt này rất là dễ vô dai luôn á. Đúng rồi, nhìn rất mặt là rất hay. Nhìn cái nét của con rất là đẹp. Rồi bây luôn. Giờ nè, nhìn ở ngoài còn đẹp hơn cả là trên Facebook luôn. Nhưng mà chỉ có điều là nụ cười lạnh lùng quá. Tức là mình cảm tưởng là khi mà gặp người này mình bị bắt vía luôn. Tức là cảm tưởng là giống như kiểu bị thôi miên ấy. Đúng rồi, chắc chắn. Cái cảm giác lúc con có quên tặng hoa luôn không? Tất nhiên là không quên, là cầm tặng bó hoa hướng dương. Thấy con có suy nghĩ là tại sao bạn ấy lại không tặng hoa hồng, không tặng các loại hoa khác mà lại tặng hoa hướng dương cho mình không? Thực ra lúc đấy con cũng không nghĩ nhiều đâu ạ. Chỉ thấy là anh ấy cũng chu đáo,
cũng mang hoa tặng mình, nhưng mà nghĩ là hơi cầu kỳ. Tại vì là chỉ là đi đón một người bạn ở sân bay thôi thì cũng không nhất thiết phải tặng hoa. Thì thấy là anh ấy chu đáo thôi ạ. Thế rồi thực sự là lúc mà con gặp chồng con, đồng ý chồng con đi đón con như vậy, là con đã có ý định là sẽ đây sẽ là cái người yêu của mình chưa? Dạ chưa ạ. Hay là có ý định gì khác? Không có ý định gì đâu ạ, chỉ là làm bạn thôi ạ. Nghĩ là mình ra Hà Nội mình cũng có ít bạn ấy ạ, thì là muốn có một người, ví dụ anh ấy cũng nói chuyện là khi nào ra Hà Nội thì gặp anh ấy, rồi anh ấy đưa đi chơi rồi đi đây đó ở Hà Nội. Không thế có một ý định gì hết. Dạ không ạ. Thế rồi sau đó thì sao? Sau đó thì là ảnh tiếp cận con bằng cách nào? Ảnh con cua bạn này bằng cách nào? Tính từ cái lúc mà lên sân bay đón đúng không ạ? Thì hôm đấy thì sau khi mà đưa về nhà ngoài này thì con mới hẹn đi ăn. Tại vì trước đấy con cũng tìm kỹ ở trên Facebook ấy, những cái hình ảnh quá khứ xem là cái sở thích của vợ con như thế nào. Thì con thấy là thích ăn sushi. Thì con mới đưa vợ con đi ăn ngay cái tối hôm đấy. Là cũng đi ăn đến một cái cửa hàng, một cái hàng sushi mà con cũng hay ăn. Tức là cái này cũng là cùng sở thích. Đấy, thì mình cũng không có lên kế hoạch gì cầu kỳ lắm đâu. Chỉ là đơn giản là đưa đi ăn rồi nói chuyện thêm thôi. Vâng. Và đêm đó đi tới mấy giờ thì chở cô ấy về khách sạn? Vợ có nhớ nhỉ? Hôm đấy thì cũng đi đến tầm 10, 11 giờ thôi ạ. Cũng không có gì đặc biệt quá, không muộn quá mà không sao. Rồi sao? Nhà con có ở ngoài đó không? Nhà con có, nhưng mà hiện tại thì cái nhà đó lâu không về nên là nó cũng bụi. Và nó không được tiện nghi ạ. Cho nên là con ở khách sạn. Ra khách sạn ạ. Rồi đến khi nào thì con mới thấy bạn này quá đặc biệt và mình quyết chí là mình phải theo đuổi và coi như là nắm bắt cơ hội chứ. Làm bạn trai của con. Thực ra là ngay trong hôm đấy luôn. Ngay trong hôm đấy, nãy đã nói là như bị thôi miên rồi. Không thì biết rồi, nhưng mà vẫn chưa có ý định. Đúng không? Em đàn ông sao vậy? Không phải, nhiều khi em nó còn ngại, cháu nó còn ngại là sao? Cái gì? Em ơi, nhìn cái mặt này là không có ngại đâu. Tức là khi mà Hổ muốn dồ mồi, Hổ sẽ thu mình lại một chút xíu thôi, sau đó là trực hội bắt con mồi đó là phải dồ thôi. Không thể nào mà bỏ qua vậy được. Vậy thì là trong cái đêm đầu tiên mà đi ăn với bạn gái đó, với bạn này đó, thì con có tấn công luôn chưa? Thực ra là không phải là tấn công, mình như là một người bạn thôi, mình bắt đầu một cách mới rất là từ từ. Bạn rồi à? Bắt đầu một cách rất từ từ. Em tức là vậy nè, cái câu đó của em phải hỏi cô vợ mới đúng. Còn cái bạn này là ngay từ phút đầu là đã bắt buộc là phải có ý định đeo đuổi rồi. Và đeo đuổi một cách gọi là triệt để luôn. Còn cái cách đeo đuổi thì bạn không thể nào mà bạn giống như là bạn có thể là lộ ra liền, mà bạn phải từ từ, mưa dầm thấm lâu cái kiểu của bạn, đúng có không? Có làm vậy không? Thực ra cái này con cũng muốn chia sẻ là con cũng không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình trường đâu. Thế nên là khi mà gặp một người bạn mà mình cũng có vẻ là bắt đầu có tình cảm ấy, hoặc là muốn bắt đầu, thì mình không biết là phải nói chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thế là hôm đấy con mới ngồi con tâm sự, con kể chuyện về người yêu cũ của con. Tức là đêm đó luôn. Ngay hôm đấy, tức là ăn xong mình đi uống nước lên, đưa lên Hồ Tây. Đấy, thì nói chuyện với nhau. Kể chuyện người yêu cũ. Tại vì mình không biết kể một cái gì khác, chẳng lẽ hai người lại ngồi im. Thì ngại quá nên là con ấy mới kể về cái câu chuyện người yêu cũ, mà cho đến bây giờ con thấy như thế là sai lầm. Nói nghe nè, lúc mà con nghe tự nhiên một cái ông mới quen ở ngoài, đúng không? Rồi giờ mới ra Hà Nội, mới đi chơi xong tự nhiên kể một câu chuyện về người yêu cũ, con thấy thì sao? Thực ra thì là con cũng hỏi, nhưng không ngờ là anh ấy lại kể nhiều như vậy ạ. Tức là cũng hỏi anh ấy, thì nghĩ là anh ấy kể một hai câu chuyện thôi, thì mình cũng đưa chuyện theo như vậy, nhưng không ngờ là anh ấy lại kể tiếp. Thế là nguyên tối hôm đấy là anh ấy chỉ kể về cô người yêu cũ thôi ạ. Rồi con khó chịu không? Con không ạ, bởi vì con không có tình cảm gì với anh ấy. Thế bình thường ạ. Chưa hề có. Dạ. Thế bao lâu thì con có tình cảm với chồng con? Chắc là phải sang ngày hôm sau. Ôi giời, lâu thế. Trời ơi. Hết hồn. Trời ơi, chán ngán luôn. Chán ngán mặt mày luôn. Ngày hôm sau á thì là khách sạn phòng con họ nói là cái phòng con đang ở là có người đặt trước rồi. Họ chuyển cho con lên cái phòng to hơn. Thì cái phòng đó là có hai căn, tức là hai gian ấy, thì nó rất là rộng, mà con thì chưa bao giờ ở căn rộng như thế nên con cũng thấy sợ. Thì con có nhắn tin cho anh ấy là em ở như này thì em cảm thấy sợ. Anh ấy hôm đấy là World Cup nhờ chồng nhờ. Đúng rồi. Thì anh ấy bảo là thế thì để anh sang xem bóng đá ở đấy. Thế là tối hôm đấy hai vợ chồng cũng đi ăn, sau đó là anh ấy về khách sạn chỗ con ấy ạ. Thì là cả đêm hôm đấy anh ấy nằm ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng mà gần sáng con thấy là anh ấy cứ ho, thì con mới bảo anh ấy là vào trong phòng nằm. Thực ra vào trong phòng nằm thì cũng có hai giường. Nhưng mà sau đấy thì chuyện gì đến thì cũng phải đến ạ. Là cái ngày thứ hai, là hết ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba là chuyện gì đến cũng đến luôn. Dạ. À, vậy là nhờ World Cup.
thực ra là lúc lâu đầu quá, mối tình này lâu quá. Mới 2 ngày rưỡi. Quá là lâu lắm. Chưa được 2 ngày rưỡi luôn. Đúng không? Ờ, nhưng mà như vậy là con đã có cảm tình với ảnh rồi. Dạ, cũng có cảm tình vì anh ấy rất là hiền ạ. Ừ. Con thì con thích những người hiền bởi vì là tính con rất là mạnh mẽ. Con mạnh mẽ lắm, còn ảnh hiền cho nên là ảnh muốn gì cũng được chứ. Dạ. Có nghĩa là sau hôm đó thì hai đứa chính thức là yêu nhau đúng không? Dạ. Rồi con có tranh thủ nói với mẹ và dắt người yêu về gặp mẹ không? Có, tại vì là mình cũng đầu tiên mình cũng chưa biết là bạn ấy vợ con ra ngoài này bao nhiêu ngày. Ừ. Thì mình cũng phải tranh thủ. Trước đấy thì tức là trước khi mà ra đón ở sân bay ấy, thì con cũng đã nói với mẹ con là con có người yêu rồi. Tức là bên đấy chưa đồng ý nhưng mà mình xác định luôn. Ừ. Mình xác định luôn là cô này phải là người yêu. Ừ. Mà nếu mà tốt thì là thành vợ chồng sau này. Ừ. Chú hỏi thật nha. Giáo trước với mẹ rồi. Ừ. Chú hỏi thật nha. Cái lúc mà cô ấy nói với con á, vâng, là ở khách sạn lớn quá em ở không quen, và cô ấy gửi con lên trên ở khách sạn chung như vậy á, là trong đầu con đã có cái suy nghĩ gì đó nó xa hơn không? Thực ra là chia con có sẻ tính trước không? Không biết là mọi người có tin không, nhưng mà lúc ấy con chỉ nghĩ là thì đằng nào hôm đấy mình cũng xem đá banh thôi, xem bóng đá thôi. Thì mình lên mình xem bình thường không vấn đề gì cả. Với cả đúng là căn phòng đấy rộng thật, tại vì trước đấy là con đi đặt, con tìm khách sạn, con đã chạy vòng vòng con tìm khách sạn cho vợ con trước rồi. Ừ. Thì một cái phòng rất là bé vừa, nhưng mà sau đấy thì khi nghe tin họ đổi lên phòng to hơn thì mình cũng thấy là mình lên mình xem bóng đá là có vấn đề gì đó. Không, nhưng mà chị tin thiệt á, tại vì cái mùa này đúng là mùa World Cup nè. Ừ. Cái mùa vừa rồi á, đây là mùng 1 Tết đúng không? Vừa rồi đó chị. World Cup vừa rồi á, thực sự á là mọi người không có khái niệm ban ngày ban đêm luôn. Có nghĩa là ngay cả nhà chị cũng vậy nè. Chú với lại ông ngoại á, trời ơi là coi như là chị thấy sáng đêm luôn, sáng đêm luôn. Rồi sao sáng thì ngủ? Ngủ lúc 5-6 giờ sáng mới ngủ đó. Đúng rồi. Tại vì mấy trận hay toàn là đá khuya không đúng à? Đúng rồi. Đúng không? Vâng. Con có thấy qua cái chuyện này rồi là con thấy không? Tính người tính không bằng trời tính. Còn nếu như tính chứ, người đúng không? Không bằng quên cấp. Người tính không bằng quên cấp. Mà nếu như con chọn được một cái phòng nhỏ hơn thì chưa chắc gì là các con lại đến với nhau nhanh như vậy. Ừ. Đúng không? Rồi sau đó làm sao? Đâu, sau đó là có nói chuyện với mẹ về cô gái này rồi. Đúng có rồi. Dắt gặp mẹ hay không? Luôn ạ, dắt luôn. Gặp là luôn trong luôn, ngày thứ ba luôn. Mẹ sao? Trong cái tuần đấy thực ra con không nhớ cụ thể là ngày thứ mấy. Mẹ gặp bạn này mẹ thấy sao? Chứ cô nếu mà cô là mẹ con là cô gặp bạn này cô kết liền luôn. Kết liền luôn á. Cô à. Ơi, thực ra hoàn cảnh của con đã có một đứa con riêng ạ. Nhưng mà rồi sao rồi lúc đó là mẹ phản ứng như thế nào? Thì anh ấy cũng có về nói chuyện. Anh ấy nói là con cưới vợ nhé. Thì mẹ anh ấy nghĩ là anh ấy đùa. Nhưng sau đó thì anh ấy nói nghiêm túc lại thì mẹ anh ấy và nói với mẹ anh ấy về hoàn cảnh của con thì mẹ anh ấy nói là cứ dắt về đây. Thì lần đầu tiên con về thì nói chung là mẹ chồng con cũng không vui vẻ đâu ạ. Tức là bà có rất nhiều băn khoăn. Bà hỏi là thế còn liên lạc với chồng cũ không? Có con riêng như thế thì sợ là chồng cũ lại tìm đến. Thế con thì khi mà mẹ chồng con hỏi những câu như thế thì chạm đến cái tự ái của con thì con cũng rất là buồn và con chỉ muốn trực khóc thôi ạ. Thế nhưng mà mình cố kìm nén lại thì chồng con lúc đó cũng biết là con cũng sắp khóc ấy. Thì anh ấy vội vàng là nhanh chóng để đưa vợ về thì khi mà con đi ra ngoài thì con òa khóc luôn ạ. Vì là con không nghĩ là mẹ chồng con lại hỏi nhiều như thế và con rất là buồn. Nhưng mà sau đó thì sao? Khi mà con đưa vợ con về rồi, con quay lại gặp mẹ đó thì là mẹ có hôm đấy thì con không về nhà. Hôm đấy con không về nhà. Con ở bên kia cạnh vợ bạn gái đúng không? Con cũng nghĩ thực ra là con cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà con đã nói về hoàn cảnh của vợ con trước khi mà con đưa vợ con về nhà thì con nói với mẹ như thế thì mình cũng đã nghĩ là dù là thế nào thì mình cũng sẽ ở bên vợ mình. Ở bên người yêu mình lúc đó. Thì hôm đấy thì con thấy là cô ấy thực sự là cần một người, cần mình lúc đấy. Và con cũng hiểu cho mẹ con là mẹ con cũng lo chứ, tại vì là có một cậu con trai mà bây giờ rất là nhanh chóng như thế. Thì những cái câu hỏi mẹ con hỏi lúc đấy thì con cũng không trách gì mẹ con đâu, con cũng hiểu mà. Thì hôm đấy thì đưa về thì vợ con cũng giống như kiểu cảm xúc được đẩy lên quá thì cũng muốn đuổi con về. Nhưng mà con cố níu kéo cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Thì khi mà vợ con đã nguôi ngoai rồi thì bắt đầu là cả đêm hôm đấy ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Hôm đấy là cả hai vợ chồng không ngủ. Có nghĩa tâm là sự. Bản thân con là con muốn bỏ cuộc luôn. Chia sẻ. Đúng không? Dạ đúng rồi ạ.
Bởi vì con nghĩ là nếu mà mới khởi đầu mà đã gặp khó khăn như vậy, những gia đình anh ấy đã không thích mình rồi thì không thể tiến xa hơn được nữa. Con nghĩ là như vậy ạ. Nhưng mà sau đêm đó rồi thì là hai vợ chồng thoải mái hơn. Dạ. Vì là có như là cũng đã hiểu nhau. Dạ. và đồng cảm với nhau đúng không? Dạ. Nhưng mà chú hỏi nè, có nghĩa là trong cái buổi sáng ngày thứ ba đó, dạ, là con đã nói cho ảnh nghe biết là con là anh mẹ đơn thân. Anh ấy có Facebook của con ạ, và con cũng không giấu giếm. Biết hết luôn rồi. Dạ. Biết là con biết hết luôn từ trước luôn. Vâng. À, bây giờ cô muốn hỏi con á, là con vượt qua cái rào cản của mẹ bằng cách nào? Đó. Thực ra là cũng không khó quá đâu ạ. Tại vì là gia đình con tôn trọng mọi cái ý kiến của con thôi. Con là con một. Con có một chị gái nữa. Ừ. Vâng. Thì chị cũng gặp và cho lời khuyên. Nhưng mà khuyên theo hướng là không phải là đưa ra bắt mình lựa chọn như nào cả đâu, mà chỉ khuyên và cho mình tự lựa chọn. Đấy, và con vẫn kiên quyết từ đầu đến cuối thôi, từ đầu đến cuối không quá là suy nghĩ gì nhiều. Và con chấp nhận là dù mình lựa chọn như này và dù sao thế nào thì mình cũng sẽ vẫn như thế, cũng hạnh phúc với sự lựa chọn đó, đúng không? Rồi sau đó thì con thuyết phục được mẹ. Thuyết phục được ba mẹ con, bố mẹ con và chị gái con, mọi người đều ủng hộ rất là vui vẻ. Trong cái thời gian đầu á, thì bố con như thế nào? Thực ra bố mẹ con là quan tâm nhiều hơn. Mẹ còn bố? Nghe nói chuyện nhiều. Bố con thì không quá là gọi là tức là không quá là hỏi nhiều hay là chia sẻ gì nhiều đó. Tức là thì giống như theo con nghĩ là mẹ mày đồng ý thì bố cũng đồng ý. Đúng rồi. Rồi còn bên về phía gia đình con thì sao? Phía gia đình con thì bố con rất là ủng hộ ạ. Vì bố con đã gặp anh ấy một lần rồi. Gặp con, ở đâu? Gặp ở ngoài Hà Nội ạ. Khi mà anh ấy đưa con ra sân bay thì sau đó anh ấy về, thì trên đường về thì để trả xe thì có gặp bố con ạ. Thì bố con rất là ưng. Bố con bảo thằng này được đấy. Thế con mới trêu là thế con lấy anh ấy được không? Bố con bảo là được, thằng này tao thấy được. Mặc dù là anh ấy lúc đấy là cũng có xăm hình. Mặc áo ba lỗ và cũng có xăm hình. Mà bố con cũng tức là ưng luôn ạ. Thế còn mẹ? Mẹ con thì nhìn thì mẹ con bảo là cẩn thận đấy. Tao nhìn có vẻ sợ. Lúc đó có nhuộm tóc vàng gì không? Chắc có, và tức là cái phong cách của con là nó thể thao và hơi bụi phủi. Con thích đi mô tô, tập gym. Và mình thích làm gì mình muốn á. Tức là trên ví dụ mình xăm hình này hay là mình nhuộm tóc các thứ. Tại bạn ấy là thiết kế phòng tập gym mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi cái lần quay trở lại Hà Nội lần thứ hai. Dạ. Thì là cái tình hình giữa mẹ của bạn ấy với con thì có cải thiện hơn không? Chị chồng con là người đứng ở giữa để đả thông tư tưởng cho hai bên. Thì con không biết là chị chồng con nói với mẹ chồng con như thế nào, nhưng chị đã hẹn gặp riêng hai vợ chồng và phân tích là với Đức là khi mà lấy con thì con có con riêng thì sẽ gặp trở ngại như thế nào, và cũng phân tích cho con là anh Đức anh ấy có những tật xấu gì để cho hai vợ chồng có thể lường trước được. Và chị ấy cũng nói là thực ra mẹ chỉ là lo lắng như vậy thôi chứ không có ý xấu gì cả. Thì sau hôm đó thì vợ chồng con cũng hoàn toàn thoải mái, và lần thứ hai đến nhà anh ấy là lần để bàn chuyện đám cưới đấy. Nhưng mà mẹ thì có kêu về nhà không? Dạ có ạ. Hay là về nhà ở? Dạ, mẹ chồng con nói là về ở luôn đi, ở khách sạn làm gì cho tốn tiền. Nhưng mà bây giờ thì cái mối quan hệ của, tức là cái thời điểm đó đó là con có gặp được con của vợ không? Em bé lúc đó là bé trai bé gái mà được bé trai ạ. Khoảng 4 tuổi ạ. Thế là lúc đó con có gặp được cháu không? Có. Tức là con trong... đi ra mình hay là con đi với bé? Con ra một mình ạ. Còn bé thì ở đâu? À con bay trong Sài Gòn ạ, với bà ngoại ạ. À rồi sao, rồi cái mối quan hệ của hai cha con sao? Tức là thời gian đầu gặp thì tức là cậu bé này cũng khá là đặc biệt, tức là cậu ấy rất là tự lập và có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Thế nên là khi mà thấy có một cái chú lạ đến và tặng quà chẳng hạn thì cậu bé không nhận, không tức là từ chối và giống như kiểu tạo cho mình một cái rào cản nhá. Đấy thì con cũng hơi suy nghĩ, tức là mình hơi chạnh lòng một chút ý. Tức là khi mà mình mua quà thì như những đứa trẻ bình thường thì có thể là sẽ đón nhận và thích thú khi mà được nhận quà. Đấy thì lúc đầu con cũng hơi buồn một chút. Chắc mẹ nó vậy đó. Nhưng mà bao lâu thì là hai chú cháu trở nên cải thiện được thân đó chứ? Con vào Sài Gòn cũng 1-2 tuần gì đó, cũng khá là dài. Thì sau khi mà có một hôm ấy, con buổi trưa con nằm ngủ ấy, thì con bị nắng quá, nhưng mà con ngủ không biết, khi con mở mắt ra con thấy là cậu bé đang đứng kéo rèm, nhưng mà tức cái rèm nó bị bay, thế là đứng chắn luôn ở cái rèm đấy để cho đỡ bị nắng.
Thế lúc ấy mình thấy là bắt đầu là mọi chuyện nó tốt lên rồi, tình cảm hơn. Tức là thực sự là bây giờ con vẫn nhớ, cảm động lắm ạ. Chú nghe thấy cái điều đó chú cũng cảm mà nó bé xíu à, lúc bé xíu. Mới 4 tuổi ha. Vâng, một tay cầm bình sữa hút, một tay là đứng dựa vào để không cho cái rèm nó bay. Trời, đấy. Hay quá. Mà lúc ấy con ngủ chắc cũng gần tiếng đồng hồ ạ. Rồi bây giờ cái mối quan hệ của hai cha con như thế nào? Bây giờ thì là con trai là yêu ba nhiều hơn mẹ. Thân với ba thì, hơn đúng không? Đúng rồi, ba chơi với con rất là nhiều đúng không? Thế thì bây giờ cái tình cảm giữa con với bố mẹ chồng thì như thế nào? Rất tốt luôn ạ. Tức là ông bà là chăm hai cháu, chăm luôn cả ba cháu. Và coi con dâu như là con gái luôn ạ. Tức là ông bà có món gì ngon là mang sang cho con. Tức là trong tin nhắn Zalo là suốt ngày là Hương ơi, mẹ mới làm món này, con có ăn không? Mẹ có mớ rau này, ngon lắm, con có ăn không? Và khi mà ông bà mang sang là rau đã được nhặt rồi rửa sạch sẽ. Thế rồi ông bà đối với con của con á, dạ, như thế nào? Ông bà cũng rất là tốt và yêu thương cháu ạ. Thì có một lần như này, thằng cu nó có cái ba lô bị rách ạ. Thì bố mẹ chồng con nói là phải mua cho nó một cái mới đi. Nhưng con nghĩ là nó mới chỉ hơi rách thôi. Thế là hôm sau ông bà đã mua một cái mới cho nó ngay lập tức. Thế cô hỏi nè, cái gọi là lần đầu tiên á mà nó gọi con bằng bố là lúc nào? Sau bao thời gian, bao lâu con tiếp cận với nó? Thực ra là cái thời điểm mà một cậu nhóc 4 tuổi ấy, thì cái đây thì chắc là để vợ con cũng chia sẻ luôn, để chồng nói trước. Lúc đấy là bé chưa phân biệt được là ba với bố. Tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Thế nên là hồi đầu thì ví dụ như con tặng quà thì bảo là bố con mua cho con rồi. Nhưng mà sau đấy thì tại vì con cưới vợ xong là con sinh sống ở trong Sài Gòn. Thì ở trong này lại gọi là ba. Ba. Đấy thì cậu bé đấy gọi con là ba một cách hết sức là tự nhiên và bình thường, tại vì nghĩ là ba không phải là bố. Đó. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là cái lần đầu tiên mà con được cháu nó gọi mình là ba đó. Vâng. Lần đầu tiên nghe cái tiếng ba nó như thế nào? Cái cảm giác của con cảm như giác thế nào? Thích lắm ạ. Cũng khó tả. Hôm đấy thì mình cũng muốn nói chuyện nhiều hơn, để cứ thỉnh thoảng ví dụ như là mình đi đâu đấy hay là đang làm gì đấy mà gọi ba ơi hay là các thứ, cái cảm giác đấy thích lắm. Mà tức là bây giờ là cháu gọi con bằng ba chứ không gọi bằng bố. Đúng rồi. Bây giờ thì cả hai em cũng gọi là ba luôn. Tức là tụi con mấy đứa rồi? Ba đứa rồi ạ. Ba đứa. Một thằng cu đó với hai đứa nhỏ. Hai đó. Em gái nữa. Hai em gái. Vâng. Wow. Wow. Vậy luôn á hả? Vâng. Ủa bây giờ là hai vợ chồng đang sống ở đâu? Hiện tại đang sống ở Hà Nội. Nhưng mà trước đây là sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, đúng rồi. Từ đúng lúc không? Cưới cho đến cái thời điểm mà trước khi có dịch Covid là hai vợ chồng và gia đình là sống ở Sài Gòn. Lúc đó là có được mấy bé rồi? Lúc đấy là có thêm một bé gái nữa. Vào năm 20. Rồi xong sau đó tại dịch quá cho nên mới về Hà Nội. Đúng rồi, được dịch căng thẳng nhất ở Sài Gòn nhá. Rồi bây giờ ở ngoài luôn. Dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ vô đây. Ăn ngoài luôn hả con? Dạ. Chuyện. Rồi bây giờ vô đây rồi có mang theo ba đứa con vô ghi hình không? Dạ mang hai đứa út ạ. Anh lớn thì phải đi học, thế nên là anh lớn. Vâng. Là ở ngoài đó với ông vâng, bà. Với ông bà nội, ông bà nội. Ồ, vâng. Tức là tụi con ở chung với ông bà nội hả? Dạ không ạ, tụi con ở riêng. Ở riêng nhưng mà vâng. Phải tới gửi ông bà nội. Dạ, đúng rồi ạ. Còn hai đứa nhỏ vô đây thì đi quay, vậy là gửi ông bà ngoại. Dạ, vui đúng quá. Tại hai bé là bám mẹ lắm, không thể rời một hôm nữa. Đúng rồi, hai bà nữ mà. Vâng. Coi như có nghĩa là con cũng về rồi, có nghĩa là thằng trai thì thân với ba, còn hai đứa gái thân với mẹ là quê rồi. Xong rồi. Không có đứa nào chạnh lòng hết, đúng không? Rồi như vậy là khi mà con quay trở lại lần thứ hai ra Hà Nội thì đến bao lâu thì các con mới đám cưới? Lần đó là tính chuyện đám cưới luôn, thì sau khi xem ngày thì là vào tháng 11 ạ. Cỡ 3 con tháng. Mới đám cưới ạ. 3 tháng. Dạ. Coi như từ lúc quen nhau, từ lúc gặp nhau cho đến lúc cưới thì chắc dõi dẹn có 4 tháng rồi đúng không? Đúng rồi. Thì mới tình này nó lâu dài đó. Lâu dài quá, quá trời lâu. Nó chưa tới 6 tháng. Đó, nó quá trời lâu. Nó chứ rồi hai đứa lấy nhau thì trong cuộc sống đầu tiên lúc mà về ở với nhau mọi thứ nó thuận lợi không? Hay là bắt đầu lúc đó là vì thời gian nó gấp nó nhanh á, thành ra lúc đó là bắt đầu cá tính mới bộc lộ ra, ví dụ như là anh này còn hiền nữa không hay là hết hiền rồi? Đó. Dạ. Con vào cái chủ đề đó luôn đi con, có thấy vui á. Đầu năm đó mình khui cái chuyện nó vui lắm á. Dạ. Thực ra sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ạ, bởi vì là con nghĩ là những đôi khác là phải có thời gian tìm hiểu vài năm, nhưng mà vợ chồng con thì lấy về mới tìm hiểu. Vẫn yêu thương nhau, lúc nào cũng đi đâu cũng nắm tay nhau và đi ngủ lúc nào cũng phải ôm nhau ngủ. Rất là tình cảm. Cũng không có chuyện gì cô tin, bởi vì mấy ba đứa liên tiếp đó. Vui vẻ lắm. Hai đứa liên tiếp là lúc đó là ở trong đây đúng không? Đúng rồi. Rồi coi như là đến bao lâu thì có đứa đầu tiên?
Sau đấy tức là cái giai đoạn đấy là cái năm đấy cưới xong là bắt đầu vợ có tin vui luôn. Có luôn đó. Thôi em hỏi cái đó làm gì nữa, bị lạc đề rồi. Bây giờ tiếp tục đi. Tới cái phần thật xấu đó đúng không? Đúng rồi. Đó. Có nghĩa là bây giờ biết là hạnh phúc rồi. Ừ. Nhưng mà sẽ lòi ra một số cái mà mình bị bất ngờ. Ví dụ như nãy cô hỏi đó, mới đầu là ảnh rất là hiền đúng không? Thì sau khi lấy nhau về ảnh vẫn còn hiền vậy không? Hả? Hay có những cái tật gì nó lòi ra. Đó. Vẫn hiền ạ. Vẫn rất là hiền. Bây giờ vẫn hiền. Luôn luôn hiền và yêu thương vợ. Bây giờ chú không tin là người đàn ông này không có một cái tật gì. Thực ra có tật xấu nhưng mà nó nhỏ lắm ạ. Thì bây giờ con cứ kể. Như là chậm chạp. Làm cái việc gì cũng chậm chạp. Ví dụ đi, những cái chuyện gì mà nó cụ thể. Chuẩn bị là ra khỏi nhà thì con làm được 10 việc thì anh ấy chỉ làm xong được 1-2 việc thôi ạ. À, cái đó là bị ngược đó nha. Thường là cái đó rơi vào mấy bà vợ đó. Ừ, mấy bà vợ bị chậm mà hay chậm. Hay bị chậm còn len lắm. Ủa con làm gì mà chậm quá vậy? Thực ra là từ bé là hay là trong quá trình mà con tiếp xúc với nhiều người ấy, thì họ nói con là điềm đạm. Thế là con cứ từ từ cái tính như thế thôi. Điềm đạm chứ con sau đấy thì vợ con nói con chậm chạp thì con mới bắt đầu là có một cái suy nghĩ về cái điềm đạm của mình đúng không? Một cái điềm đạm với cả chậm chạp nó giống nhau hay không? Mà bây giờ con đã tăng được cái tốc độ lên. Cũng có cải thiện đấy ạ. Có không con? Chút thôi ạ. Tại vì vợ con luôn luôn là đốc thúc mà cứ vợ con vừa làm 1, 2, 3, 4 việc thì lại vừa quay sang để giúp, nhắc nhở con. Đúng rồi. Nhưng mà có bao giờ la con không? Có chứ ạ, nhiều. hay mắng. Hàng ngày. Rồi chậm chạp nè. Đó. Rồi tiếp nữa. Có không gì biết nè. Nấu ăn ạ. Không biết nấu ăn. Dạ, đúng rồi ạ. Một việc cơ bản như là cắm cơm mạnh không biết nấu đâu ạ. Cắm cơm nấu cơm điện cũng không biết làm. Dạ, đúng rồi ạ. Sao con không dạy? Cái đó nó dễ lắm mà. Dạy thì anh ấy cứ nói là anh không biết làm. Thôi vợ làm đi, anh không biết làm đâu. Rồi chăm hai đứa con gái thì là ai chăm? Chăm hai đứa thì là chủ yếu là con ạ, bởi vì con ở nhà nhiều. Anh ấy phải đi làm đến khoảng 5-6 giờ tối mới về ạ. Như vậy là trốn việc nhà nha, chứ không phải là không biết làm đâu. Biết đó nhưng mà trốn việc, cho nên mới nói là thôi, vợ làm đi, anh không làm. Không phải, chắc nhiều khi sợ làm nó hư đúng không? Tức là đấy, cái suy nghĩ của con là như vậy. Với cả một phần là vì là có chị gái, thế nên là từ hồi xưa thì mẹ thường là cho chị làm hết. Vừa là mẹ làm vừa là chị làm, thành ra là con không có gì để làm. Và trước khi mà hai vợ chồng đến với nhau chị cũng có gặp và nói cái vấn đề đấy rồi. À, và vợ chấp nhận rồi đúng không? Chấp nhận rồi. Con ỷ y cái điều đó cho nên là thôi kệ, cứ nương theo vậy luôn á. Trốn việc đó con. Trốn việc. Không biết ăn chậm chạp. Trốn việc. Ở nhà có lau nhà, quét dọn nhà cửa không? Có ạ, có lau nhà, con thể giao việc đấy ạ. Gỡ lại, dạ. Đúng chưa? Đó, bởi vì bây giờ là không có chăm con gái cho nên con gái là chỉ có theo mẹ thôi là đúng rồi. Đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa không? Thực ra chỉ có thế thôi ạ. À, hồi nãy có nói là cái gì đó, ảnh tự nhận ảnh là sai lầm khi kể cho con nghe cái ngày đầu tiên mà gặp nhau mà nói về người yêu cũ. Dạ. Sai lầm đó là cái gì? Thì là anh ấy kể nhiều quá, nên là thỉnh thoảng con hay lôi ra để con nhắc lại. Như vậy là tật xấu là cô này. Oh. Đúng không con? Đúng không? Nếu vậy thì con chín luôn đi con, chín luôn cái vụ đó đi con. Thì sao nè? Tức là chắc là cũng vợ con là nhớ rất dai những cái chuyện cũ như thế. Tức là từ rất lâu rồi cũng có dịp là lại lôi ra để nói để chết rồi. Làm cho cái tâm lý của chồng bị bất ổn. Hay nói những cái chuyện cũ. Cái một chuyện cũ chứ mày những nữa. Đúng không? Cái chuyện mà người yêu cũ đó mà lại nhớ từng ly từng tí, những cái tiểu tiết. Mà hôm ấy anh ấy lỡ đà anh kể nhiều quá. Đúng rồi. Ngồi chuyện để kể. Ngồi uống nước với nhau rồi mấy tiếng đồng hồ thế mà kể không còn một cái gì. Bây giờ là nhớ không quên một chi tiết. Đúng rồi, ghi bộ nhớ hết. Rồi như vậy là cái có thể con quên rồi nhưng mà vợ con này vẫn nhớ dai. Tật đó là sao ta? Nhai đi nhai lại. Gọi là mình sẽ đưa vào một cái gọi là nhai đi nhai lại chuyện cũ. Đúng không? Thù dai. Đúng rồi. Đó. Nếu mà thù dai vậy thì có khi nào là thấy coi trong danh bạ điện thoại thấy ai mà có tên trùng với tên người yêu cũ là xóa không? Có luôn. Có hồi chứ. Mới cưới nhau à, tức là hồi đấy thực ra là nhận yêu nhau rồi thì bắt đầu vào Facebook của con những ai tên như thế xóa hết. Không, phải xóa không, chứ không, tại không vì mình đâu có biết cái người đó là ai đúng không con? Hãy cứ tên mà vậy là phải có cái sự nghi ngờ là liên lạc với bồ cũ, delete liền. Diệt cỏ diệt tận gốc. Chứ sao? Trời. Có đó cô đồng quan điểm với con. Bây giờ còn không? Bây giờ ấy ạ. Bây giờ thì nếu mà ai như thế thì cũng phá, với cả con cũng biết rồi thì con cũng hạn chế không tiếp xúc với những ai tên như thế nữa. Rồi những cái gì liên quan đến người yêu cũ là cô kêu dẹp hết luôn. Ví dụ chứ sao? Thực ra là ví dụ như nếu mà mình đi chơi những cái địa điểm nào thì hạn chế là không đi qua đấy nữa. Không đưa vợ đến. Không đến những cái điểm mà mình đã từng đi qua với cô ấy đúng không? Đúng rồi. Delete luôn. Hay là ngay cả món đồ nó liên quan cao đó. Điểm đấy, món đồ ấy, tức ý con là hồi đấy là con rất thích mô tô. Những cái xe nó giống như là một cái mà mình yêu thích, mình rất là yêu quý nó. Thì khi mà bắt đầu yêu nhau là ngay lập tức vợ con đăng bài bán luôn.
Rồi cô đồng quan điểm luôn. Bán luôn. Đồng quan điểm vì luôn. Vì là người yêu cũ đã ngồi trên yên rồi. Đúng rồi, những cái hình ảnh nó gợi nhớ khó chịu tôi lắm. Tôi không muốn ngồi lên cái yên của người yêu cũ. Chính xác, cô đồng ý quan điểm như vậy là không phải tật xấu mà tật đúng em ơi. Rồi, tật rồi, là bây tật giờ đúng. Có tật xấu nào nữa không? Tật xấu à? Chỉ có một cái tật xấu là nhắc lại cái thù dai thôi. Thế là công nhận. Đó. Có một cái nữa là cũng rất là lớn đấy. Cái gì? Là tức là tính cách của con hơi cảm xúc, tức là nhiều khi thay đổi như thời tiết. Và ví dụ như là đang bực một cái gì đấy thì ai đang đứng xung quanh gần là có thể là giống như giận cá chém thớt. Ôi trời ơi. Đấy. Thì giận có thể cá chém thớt có rồi. Khi nào mà giận con mà la mấy đứa nhỏ không? Thường xuyên. Thế nên là cái đấy là tật xấu. Nhỏ dính. Cái đấy là tật xấu. Hoặc là giận một ai đấy chẳng hạn, hoặc là vì một yếu tố nào đấy đang không vui chẳng hạn. Ví dụ như là vợ con đang không vui, con không biết con đi làm về là chào vợ rồi con ra con hôn vợ con chẳng hạn là con chàng dính. Con bị dính té tát. Như thế. Tự nhiên bị giăng miệng. Hồi đầu thì con không quen nhưng bây giờ thì con quen rồi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì đây? Thì tức là hơi tiết chế lại cảm xúc một chút. Và nhận với con thì không quan trọng đâu. Với các con ấy, mấy đứa nhỏ thì nhiều khi muốn là mẹ ơi con được điểm 10 chẳng hạn, ra chỗ khác các thứ lại mắng nó thì ảnh hưởng đến tâm lý. Cục hưng. Đúng rồi. Nhưng mà anh không nghĩ là em cái cơn giận dữ của em lên nó như thế nào. Tại vì anh nhìn cái ngoại hình của em á, anh thấy em rất là thùy mị và rất là sao hiền. Đang từ chú mà chuyển qua anh vậy? Hồi lộn. Từ chú á, chú thấy con rất là hiền thục, dịu dàng. Thì những lúc mà tới cơn của vợ con á, thì nó như thế nào? Nói chung là khủng khiếp lắm. Trời. Vậy luôn á hả? Tức là cái cảm giác đấy là làm cho con thấy là cái lần đầu gặp ở sân bay là đúng. Tức là con bị át vía luôn. Và ví dụ như bây giờ chẳng hạn thì là nhiều khi con bảo là nhá, mấy đứa mẹ đang tức là đang bực đấy, đang không vui đấy, cẩn thận giữ đó. Khoảng cách nha. Tốt nhất là vào phòng đi học bài đi. Rồi là bây giờ thì có đeo đi xuống với ba đi mua đồ đấy, có đi cùng không đấy, để tránh để ví dụ khi nào mà thấy có tín hiệu vui là bắt đầu lại quây quần lại vào vui vẻ. Tức là bây giờ cái giác quan thứ 6 của con là bắt đầu phát triển hoạt động cực mạnh đúng không? Cái cảm giác tốt hơn rồi. Rồi như vậy là con chỉ mong muốn vợ con á là điều tiết được cảm xúc của mình đúng không? Đúng nhất là với nhất là với các cháu thiếu niên nhi đồng đang sống trong ngôi nhà của mình. Rồi cái chuyện mà nhớ dai kia có muốn bỏ luôn không? Thực ra thì cái đấy thì đến thời điểm này là cưới nhau cũng 5 năm rồi thì cũng tần suất xuất hiện cũng ít đi rồi. Thế nên là chắc là về sau này nữa thì vợ con sẽ quên thôi. Quên rồi. Thôi quên thôi chứ còn xóa, bà xóa hết dấu vết rồi, còn đâu để nhớ. Nhưng mà tuổi trên Facebook cũng không còn, xe mô tô cũng không còn, các địa điểm mà con đã từng đi qua là không được đặt chân tới thì làm sao mà nhớ được. Đợt đó là quyết định là vào Sài Gòn sống là cũng là vì thế, để tránh đụng mặt ngoài Hà Nội. Ví dụ như thế. Rồi còn bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là anh ấy biết nấu ăn ạ. Anh ấy sẽ học nấu ăn ạ. Chia sẻ với con đúng không? Đúng rồi ạ. Con chỉ mong như vậy thôi. Đợt này là con cũng đang cố gắng ấy. Tại vì là con tập gym, con có chế độ riêng. Thì trước thì vợ con phải nấu cho con, bây giờ con tự nấu cho con được rồi. Vậy được rồi. Vậy là ok rồi. Bắt đầu một tháng này con chia sẻ thật là như thế. Ok, giờ chị Một có điều gì muốn chia sẻ với hai vợ chồng không? Đó, sau đó là tới em có một món quà bí mật tặng cho hai vợ chồng. Vậy đó hả? Em cũng làm cho chị bất ngờ nhiều cái. Bây giờ quá chị đi. Một chị Một trước đi. Trời ơi. Chú Bin cũng là một kho tàng á, cần phải khám phá đó. Lâu lâu làm những cái điều mà mình cũng không ngờ được. Nhất là những cái lời chúc nha. Những cái lời chúc cho các cặp đôi á, thường là chú Bin mà chúc á là dính bầu, không biết tại sao vậy luôn. Hay là bây giờ những mở cái cặp hiếm muộn á. Thôi được rồi, tụi nó đủ rồi. Đấy, một đứa con trai đang thôi. Đứa cần đứa con trai nữa không? Thôi tụi nó đủ rồi. Đủ rồi, đã có nếp có tẻ đầy đủ cả rồi, không cần nữa nha. Tại đầu năm em chúc cái lấy hơn. Thôi đừng. Đầu năm á, thực ra đầu năm mới này á, thì cô cũng không có cái gì mà cần phải là khuyên tụi con nhiều. Là bởi vì cô hiểu được là vợ con nhìn rất là, cô không biết cái cơn giận cỡ nào, nhưng mà nhìn con á, là cái người phụ nữ mà con đủ thông minh, đủ bản lĩnh để con có thể quán xuyến được cái gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên á, thì con lưu ý một chút đến cái mong muốn của chồng con, đó là tiết chế về cảm xúc một chút xíu. Đúng không? Để tránh cái chuyện là giống như là mình giận cá chém thớt, đúng không? Tại vì sau đây thì cái việc mà con mong muốn nhất là chồng con đã làm được phân nửa rồi. Có nghĩa là đã biết tự nấu nướng cho bản thân rồi. Sau đây sẽ là nấu nướng cho vợ và con mình ăn nữa, đúng không? Đúng không? Cho nên là cô chỉ chúc tụi con á là hạnh phúc và hạnh phúc. Và thật ra đó thì là ngày đầu năm thì chúng ta nên nói những gì nó yêu thương, những gì nó tốt đẹp, những gì tươi sáng để cho một năm cho nó vận với những điều mà chúng ta mong muốn. Vâng. Thật sự là trước tiên là chú chúc mừng con. Dạ. Chúc mừng con đã tìm được một người chồng tuyệt vời,
một người cha cho đứa con của mình cũng rất là hoàn hảo ha. Thì bên cạnh đó thì hôm nay chú cũng có một món quà đặc biệt là gửi tặng cho con. Chị đó chính là nha. Không phải. Đó chính là một lá thơ. Một lá thơ của ba chồng con viết cho con. Con có muốn biết không? Con có muốn nghe không? Con có ạ. Trời có chứ. Chị cũng muốn nghe nữa nè. Đây ha. Đây là những lời tâm sự của ba chồng của con gửi đến con ha. Gửi đến dâu của ba đó hả? Đúng rồi. Chú tại vì chú là người miền Tây. Dạ. Ba con, bố con thì là người miền Bắc. Cho nên xin phép chú được đọc bằng cái giọng của miền Tây nha. Trời dài nha con, dài nha. Rất là tình cảm nha. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau, không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại. Thời gian hai con chung sống với nhau mới chỉ bằng 1/10 cuộc đời hôn nhân của bố mẹ. Quãng đường phía trước của các con còn dài. Bố mẹ mong các con cứ duy trì tình yêu thương, tôn trọng nhau đến tận cuối đời. Bố đã đọc được một câu: nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung, nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung dài lâu, chúng ta phải học cách hy sinh và tha thứ. Bố muốn con hãy cùng mẹ xóa đi những quan niệm cũ về nàng dâu mẹ chồng. Hãy vừa tôn trọng mẹ, vừa coi mẹ là người bạn tâm giao, để con có thể chia sẻ những buồn vui. Tất nhiên, khoảng cách thế hệ đôi khi cũng gây ra những bất đồng nho nhỏ. Lúc đó con hãy cởi mở và lắng nghe, bởi vì người đi trước ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm. Bố mẹ chúc các con sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân đây, con hãy chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ đến những người làm chương trình đã cho bố mẹ có cơ hội chia sẻ cùng con vào dịp đầu năm mới này. Trời ơi, bố tuyệt vời quá. Con có một cái lời gì với bố đi. Con nhìn vô cái máy này nè, con nói cho bố với mẹ nghe đi con. Bố mẹ ơi, con cũng không biết nói gì nữa. Con rất là cảm ơn bố mẹ đã bao dung và thông cảm cho hoàn cảnh của con, luôn yêu thương con như là con gái ạ. Con cũng rất là yêu thương bố và mẹ. Con cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu thương con ạ. Con có muốn nói gì trai, với bố? Trai nói gì với bố? Chú đây còn rất là cảm xúc. Thực ra là bố con là người tình cảm. Con cũng tầm khi mà con cưới vợ ấy, thì mọi cái con thấy là bố mẹ con cũng làm và tức là cũng giúp hàn gắn, hay là dù trong hôn nhân vợ chồng như nào thì bố mẹ con luôn đứng ra để đưa lời khuyên và hàn gắn, và trong quá trình bọn con về sống chung ấy thì bố mẹ con hỗ trợ rất là nhiều, cũng đã giúp đỡ hai vợ chồng rất là nhiều. Con muốn cảm ơn bố mẹ. Rồi chú xin gửi cái lá thư này của bố con gửi cho con nha. Con cảm ơn chú ạ. Rồi xin chúc hai vợ chồng nha sẽ luôn yêu thương nhau. Mình cũng liệm đi luôn á, bởi vì á em biết không, những người đàn ông á, mà đặc biệt nha, đàn ông miền Bắc á ngộ lắm thực sự á. Con thấy không, mới đầu khi con đưa vợ về á thì con nghĩ là bố bàng quan đúng không, chỉ có mẹ là người gọi là cái là để ý đến từng chi tiết, nhưng mà thực sự không phải vậy đâu. Tức là ông đứng ở ngoài, ông quan sát mọi thứ, và ông sẽ là người á đứng ra để mà giống như người ta nói trám trét tất cả những cái gì mà những cái lỗ dò mà nó có, nếu có thì ông sẽ là người làm điều đó. Tức là những người đàn ông miền Bắc nó ngộ lắm. Có một cái đó, tại vì bố chị cũng như vậy, thành ra chị rất là nghe cái bức thư này thì cô muốn khóc theo luôn á, thương quá. Thôi chúc mừng hai vợ chồng nghe.